điểm ăn nhậu cần mọi nắng nóng tại quận Hai Bà Trưng. Bật mí là không chỉ có điều hòa mà còn có rất nhiều thứ hay ho khác nữa. Cùng em chờ khám phá nhé. Đầu tiên, không gian thoáng mát rộng 1.000m² nằm ngay trên cầu Vĩnh Tuy. Ở đây anh có thể lựa chọn bàn ngoài trời ngay tầng 1 hay ban công tầng 2 có view ngắm phố cực chill nha. Tiếp đến là không gian trong nhà siêu rộng, cửa và đẹp, siêu to khổng lồ và thêm cả quầy bar để phục vụ riêng trong 11 phòng drive về trên tầng 2 luôn nha. Anh yên tâm là ở tự do đều được trang bị điều hòa, nước lạnh cùng hệ thống phun sương và quạt gió nên không lo nắng nóng nha. Thứ hai, bia lạnh tê tái, mồi bén cực ngon, bia tươi, bia chai được ướp lạnh tê chuẩn nhiệt 2 độ C. Một cốc bia mát lạnh vào ngày hè nóng bức cùng răm món mồi bén thì chỉ có Vũ Đủ Đen Đét thôi. Thứ ba, sự kiện âm nhạc, DJ, dancer, MC hay cực cháy. Sân chơi ban tăng ngay tại một điểm mà không phải đi đâu xa. Nhạc tập sinh cực kỳ trendy cùng không khí sôi động thì sự stress cỡ nào cũng phải tan biến hết. Mồi bán tử ngon quẩy bon hết nấc mà chi phí chỉ từ 300 thành một người. Chưa kể anh đặt bàn trước còn nhận nhiều ưu đãi hơn nữa. Liên hệ em Trang để đặt bàn view xịn nha. Bye bye anh.